Chào các bạn, sau một thời gian sử dụng thì cái tủ sấy quần áo của bạn có thể bị hỏng, tức là nó sẽ không ra hơi nóng để sấy quần áo nữa. Và hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý vấn đề này. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó không nóng bởi nguyên nhân nào. Thì để kiểm tra ấy, các bạn sẽ để sát tai vào và nghe xem khi chúng ta bật tắt cái chế độ nóng ấy thì cái rơ le nó có đóng hay không. Như trường hợp này thì rơ le nó không đóng, tức là khả năng cái rơ le này đã bị hỏng. Và các bạn sẽ tháo ra, nhớ là phải rút điện nhá. Đây chính là cái rơ le để đóng mở cái phần sinh nhiệt của cái máy sấy này. Đây tôi sẽ thử tắt bật cái chức năng sấy quần áo để thấy cái rơ le này có hoạt động hay không. Và các bạn thấy là cái rơ le này không có tiếng cạch cạch, tức là nó không đóng cái phần sinh nhiệt. Quạt thì vẫn quay. Và chúng ta sẽ phải tháo ra để thay cái rơ le này. Các bạn sẽ dùng vặn vít và tháo cái bo mạch ra. Ở đây các bạn sẽ cần phải có cả mỏ hàn nhé. Và chúng ta xem cái trị số của rơ le này là bao nhiêu. Đây là cái rơ le điện thế 12V và có tải là 10A. Rơ le này rất dễ tìm mua và rẻ. Các bạn tìm từ khóa là rơ le 12V 4 chân. Và đây chính là chiếc rơ le thay thế. Có thể khác màu cũng được nhưng đúng trị số là ok. Và cái chân của nó ấy là phải đúng vị trí để khi chúng ta hàn vào mạch này nó vừa khít. Và bây giờ các bạn sẽ dùng mỏ hàn để tháo cái rơ le cũ ra. Cái này nếu mà các bạn có cái hút thiếc thì sẽ nhanh hơn. Đây tôi tháo trước rồi. Và đây là cái rơ le bị hỏng. Các bạn sẽ so sánh về kích thước và vị trí các chân và số chân. Đây các bạn thấy cái rơ le mới mua đấy ạ. Cái rơ le này mua ở thị trường chắc nó chỉ khoảng độ 7.000 đến 10.000 thôi, rất là rẻ. Nên chúng ta hoàn toàn có thể tự thay tự mua được. Đây chân là vừa khít. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp trở lại vào mạch. Cắm vào đúng vị trí nhé, một bên 3 chân và một bên 1 chân. Cắm chặt vào làm sao cho cái chân nó xuyên ra qua mạch để chúng ta có thể hàn được. Và sau đó thì các bạn dùng mỏ hàn và thiếc để hàn ngấu các cái chân vào mạch. Sau khi hàn xong thì các bạn sẽ kiểm tra các chân hàn và lắp mạch trở lại vào vỏ máy. Nhớ là thao tác này các bạn vẫn phải để ý là không cắm điện nhé, vì liên quan điện là rất nguy hiểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lật lên cắm điện và dùng thử. Rồi sau đó thì sẽ kiểm tra xem là cái hơi nóng đã máy đã quạt hơi nóng ra. Vậy là cái việc xử lý lỗi đã thành công. Và chúng ta có thể xem kiểm tra lại bằng cách là bật tắt cái chức năng hâm nóng thì các bạn sẽ thấy rơ le nó kêu cạch cạch. Vậy là lỗi chắc chắn là do rơ le và chúng ta đã xử lý hoàn toàn bằng cách là thay rơ le mới. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn và các bạn có thể tự thay thế cái rơ le bị hỏng của máy sấy tủ quần áo. Để ủng hộ các bạn đừng quên đăng ký kênh Gia Dụng Nhà Việt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.